nhưng thôi tiết kiệm. Giờ làm nước xào tiện lắm các bạn. Hồi tụi mình còn nhỏ á, mỗi lần làm bánh xèo á là mẹ của mình á hay là đi ngâm gạo xong rồi mình mới đi xay bột rồi về mình mới làm bánh xèo được. Rồi hôm nay á rất là tiện luôn. Có sẵn bột bánh xèo, mẹ mình làm bột bánh xèo hôm xưa. Cái cần về mình thêm nước cốt dừa vô nữa là nó ok luôn các bạn. Tại vì mình thấy cái bột đó là ăn là vừa ăn luôn á. Còn hồi đó mình chiên bánh xèo, mà đặc biệt nếu mà mình chiên bánh xèo mình lăn bằng cục mỡ á các bạn, cục mỡ heo á, mình lăn cái chảo á là đúng bài bánh xèo miền Tây của mình luôn á, ngon lắm. Nhưng mà thấy không, bây giờ hiện đại nên mình cũng làm bằng, mẹ mình làm dầu ăn chứ không có làm bằng cái cục mỡ nha.
Đây. Để mình quay cận cho tất cả các bạn cùng coi bánh xèo với chè. Ăn mùng 5 tháng 5 đơn giản ở dưới nhà mình vậy đó. Ở dưới mình đây á, thường á, là mùng 5 của mình á, đa phần người ta sẽ đổ bánh xèo nhiều hơn các bạn. Bánh xèo tại vì nó dễ ăn nữa, mà lâu lâu tới có dịp như vậy mình đổ á, ăn ngon cực kỳ luôn. Nhưng mà nếu mà thiệt sự đổ thường xuyên thì ăn ngán nha các bạn, lâu lâu thì rất là ok. Rồi á hả, bánh xèo này nè, bây giờ á, ở nhà hồi đó mình không có chảo chống dính, mình đổ bằng cái chảo mà chảo gang hay là cái chảo bự á, mình đổ cái nào cái nấy là chà bá lửa luôn hết. Còn bây giờ có cái chảo chống dính, có cái ni ok rồi á, cái mình đổ cỡ cỡ nó vừa vừa á, nên mình ăn nhìn nó cũng vừa ăn á. Hồi xưa bánh xèo bự chà bá lửa, bánh xèo miền Tây mà bự vậy là nhìn ngán luôn á các bạn. Xèo này mình ăn bốc cho nó ngon. Bánh xèo này nè, thôi chứ lâu lắm rồi, mùng 5 tháng 5 này nè mình mới ăn ở nhà, chứ hồi đó mình đi làm riết rồi các bạn. Mùng 5 tháng 5 á, toàn là vô mình đi làm không à, nên mình không có về ăn với gia đình mình, mà gia đình mình mắc cỡ đó, nên không 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 có vô quay chung với mình. Có dịp nào mình sẽ quay toàn thể gia đình của mình cho tất cả các bạn cùng coi ha. Lo đi làm công việc lu su bu giết rồi cứ làm vậy nên không có làm mùng 5 tháng 5. Nay mình được về với nhà nè, mình ăn mùng 5 tháng 5 ở nhà mình, nói chứ cũng cả 5 6 năm rồi á mình mới được ăn ở nhà mình nè mùng 5 tháng 5 á. Mình gói thêm miếng cải con nó vô là ăn nó giòn giòn ngọt ngọt, nó không cay bằng. Còn cái cải bè xanh á, cải bè xanh sống nè bạn, lá bự à, ăn nó nồng lắm các bạn, nhưng mà mình thích nó tại mình ăn được. Nãy giờ mình quên cái hẹ này, giờ mình quấn thêm hẹ vô. Cái dĩa bánh xèo này 8 cái, coi thử sức mình ăn hôm nay mình ăn được bao nhiêu cái bánh xèo nha các bạn. Cái bánh xèo này xay chắc khoảng chừng xay 20 à. Làm cho một dĩa lên, nãy giờ mình ăn được một cái rồi. Coi thử mình thử thách thử coi mình ăn được bao nhiêu cái bánh xèo nha. Nói chung bánh xèo mình cũng khoái lắm các bạn. Tại vì bánh này nó nhỏ nhỏ, nó vừa vừa xay 20 à, nên mình ăn được cũng như cái xay một bụng chà bá lửa luôn, 40 độ. Đổ mình đổ bằng cái chảo á, bự cho bá lửa luôn, ăn ngán lắm, ăn khoảng chừng một cái hơn, ngán lắm các bạn. Ở nói chung là tùy nhà tùy mỗi nơi nha các bạn, có người đổ bánh xèo, có nhà thì đổ bánh xèo họ để thêm đậu xanh đồ vô, nói chung là tùy, nhưng mình thích cái gì thì mình bỏ vô cái đó nha các bạn. Nhà mình thì rất thích củ sắn nên mẹ mình bỏ củ sắn vô, mẹ mình không có để đậu xanh. Nó
là vừa đã gì đâu. Lâu rồi mới được ăn nên cảm giác rất là phê. Bánh xèo này mà mình ăn có cái rau rừng nữa là ngon cực kỳ, như là lá sung nè, lá cách nè, lá cóc nè, vô là ngon lắm. Giờ mình chấm bánh xèo không nên mình xài đũa. Này à, mẹ mình chiên á, mẹ mình chiên dầu cũng vừa phải à, nên nó không có ngán lắm. Mẹ mình chiên vừa thôi nên á cái bánh nó nhìn nó cũng khô ráo luôn, nó không có ướt nhẹp dầu nên các bạn nhìn nó cũng đỡ ngán lắm. Bây giờ có chảo chống dính lắm, mình chiên bánh xèo luôn nó khỏe. Chiên một cái là tróc, chiên một cái là tróc lên liền. Nên nhìn cái bánh xèo nó cũng đẹp hơn nữa. Đũa vẫn không xong xài gì hết, thế tài vẫn ok nhất. Dẹp đũa luôn, xé tay vô mình cuốn. Vô với lá cải để xanh này, cay cay nồng nồng, ăn đúng bài luôn. Quá tuyệt vời. Chắc lật đổ quá. Bây giờ mình sẽ gói một miếng nữa, một miếng bánh xèo này nữa, rồi mình sẽ chuyển qua mình ăn chè nữa. Phải ăn cho hết đầy đủ món. Ăn mùng năm mà phải ăn đầy đủ. Thôi mình ăn nhiều bánh xèo quá rồi nên mình sẽ không ăn nổi chè. Tại mình thấy chè rất là hấp dẫn, tại vì có lá dứa nó thơm lắm mà.
thời 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 tiết này nó nóng nặng, sao mà nó có nhiều gùi ghê các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn chè nha các bạn, mình thử một viên lá dứa này mới được. Chè này mẹ mình nấu nha, mình cũng có phụ trong đó nữa nên nó rất là thơm các bạn. Tại mình sắn nó hơi dài nên nó khó đứt ra, thì mình sẽ sắn mạnh lên. Rồi, mình mời tất cả các bạn chè với mình nha. Thơm lá dứa. Chè này mình nặng cái viên nó nhỏ nhỏ vừa ăn à, nên nó không có ngán nữa bạn. Nước chè thơm nước nè, cho nước nè mình có để thêm gừng nữa, nó thơm thơm. Đường nó ngọt vừa phải luôn, ăn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Hôm nay mình làm cái clip là chia sẻ về cúng mùng 5 tháng 5 ở gia đình mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. À, rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Hãy cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh Her Vlog của mình nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.